Xin chào các bạn nhá, đến với kênh YouTube của Hải nhá. Hôm nay thì Hải lại tiếp tục đi chợ phiên mọi người ạ. Hải đang đứng ở trung tâm chợ văn hóa Bắc Hà. Rất là đông mọi người đang đi chợ phiên và cũng như là đi khám phá trải nghiệm. Khách du lịch thì người ta đi trải nghiệm nhiều lắm. Và bây giờ thì Hải sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người xem chợ phiên ngày hôm nay có thảo dược hoặc là có cái gì đặc sắc Hải sẽ gửi tới quý vị và các bạn nhé. Bây giờ thì mời các bạn đi cùng với Hải đi khám phá chợ phiên nhé các bạn nhé. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải sẽ đi quay chia sẻ tiếp cho mọi người nhé. Ở đây thì Hải đang đứng ở khu vực đồ thảo dược ở trên rừng các bạn. Đây là khúc bổ máu này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái cây này nó còn tươi nhá, người ta chặt ở trên rừng về và mang đi bán. Cái cây này thì nó hỗ trợ bổ sung đấy, hoa mắt trong đầu, hỗ trợ về máu các bạn nhé. Đây này, người ta gọi là khúc bổ máu đấy. Còn bên này thì Hải thấy là người ta bán cả tắc kè xanh này các bạn ơi, đồ ngâm rượu ấy. Đây này, mình quay chi tiết cho mọi người xem. Tắc kè xanh. Cái loại này nó cũng rẻ thôi, 3-40 nghìn một cân thôi các bạn. Đấy, tắc kè xanh này. Cái này chủ yếu là các bác nam thì rất là thích nhá, ngâm rượu. Ở đây thì quán này người ta bán nhiều lắm, cả sâm đất này các bạn ơi. Đấy. Mình xem tí nhá. Đây là bó sâm đất này các bạn này. Đấy. Cái này là người ta bó thành bó rồi. Ví dụ bó này bao tiền chị ơi? 50 nghìn. Sâm đất. Đấy. Cái này thì chắc là từ hôm qua hoặc là hôm kia rồi. Đấy, nó hơi héo một tí. Đấy. Chị báo là 50 nghìn một cân các bạn. Nói chung là tùy người, có người thì báo 30-40 nghìn, có người đây là người ta báo tại chợ thôi, còn nếu mà mua mặc cả thì nó sẽ xuống một tí. Ở bên này thì Hải thấy là người ta bán cả cây tắc kè đỏ này các bạn này. Đây, tắc kè đỏ này. Đây, mình sẽ lấy cho mọi người xem. Đây. Đấy. Đấy, cái đồ này. Cái này cũng để ngâm rượu nha các bạn nhé, tắc kè đỏ. Ở đây thì có cả sâm cắt cánh này cả nhà ơi. Đấy. Sâm cắt cánh. Cái này cũng rẻ các bạn, cái này chỉ rơi vào tầm 30.000 đến 40.000 thôi. Cái loại này thì chắc là người ta cũng lấy từ hôm qua. Đấy, nó cũng khô khô đi một tí rồi. Đấy. Sâm cắt cánh. Nếu mà củ to thì nó đề như thế này, gọi là củ to này các bạn này. Đấy, còn những cái này thì nó nhỏ quá. Nhỏ thì nó rẻ tiền hơn, ví dụ 20.000 hoặc là 25.000 một cân. Còn nó mà cứ to to mà đều đều như thế này thì nó rơi vào từ 40.000 đến 50.000 một cân nhá. Đấy, ở đây này. Đấy. Đấy, như thế này là gọi là to bình bình này các bạn này. Còn như cái này thì nhỏ quá này. Đấy. Ở đây thì mình thấy là người ta bán cả quả dứa rừng này. Ví dụ người ta bán lẻ. Cái này người ta không bán theo cân nhé các bạn nhé. Người ta bán theo quả. Cái quả này là 15-20 nghìn này. Đấy. Quả dứa rừng. Cái này cũng để ngâm rượu nhé. Mùa này là mùa bắt đầu có lấm ngọc cẩu đấy các bạn. Cái này lấm ngọc cầu chị nhỉ? Trêu chị tí thôi, xem mà chị biết không. Cái này thì bắt đầu có mầm thôi nhỉ? Nó chưa mọc hết này. Cái này bắt đầu vào vụ. Đấy, mùa này là sắp sửa đến mùa lấm ngọc cầu. Nhưng mà cái này thì nó có búp cái non non thôi, nó chưa lên hẳn các bạn. Đây là cái củ dưới thôi. Cái này chỉ 1-2 tháng nữa là rất là nhiều ở trên chợ các bạn. Đây này, người ta đào được một ít này. Cái này các bạn chịu khó là đợi khoảng 1-2 tháng nữa là cái loại này rất là nhiều. Lấm ngọc cẩu thì có lấm ngọc cẩu đỏ và ngọc cẩu trắng nhá. Nhưng mà nếu mà các bạn mua thì nên mua này đỏ để ngâm rượu cho nó đẹp. Đấy. Cái đỏ nó tác dụng nó sẽ chất lượng hơn.
Còn đây là những sâm đất này, đấy, sâm đất nhé các bạn nhé. Sâm đất giống như cái vừa nãy mình giới thiệu cho bạn ấy. Còn đây là khúc khắc này, khúc khắc rất là to lặng. Ở bên này thì là người ta có băm ra một ít này, băm ra để phơi khô. Đây này, đấy, khúc khắc này các bạn này. Và băm ra hai khuôn băm dày như này nhé. Băm dày đấy à? Chất này. Cái này có cứng không à? Cứng chứ. Cứng à? Ồ, cái này khô nó con rau chặt không nổi đâu. Ồ. Cái này là phơi khô đun nước uống các bạn. Đấy, quán này thì tàn đồ trên rừng ấy nhá. Tắc kè này, tắc kè xanh này, tắc kè đỏ này, rồi sâm cắt cánh này. Đấy, còn quả dưới rừng này, nói chung là những đồ ở trên rừng các bạn. Và bây giờ thì Hải sẽ đi quay tiếp chia sẻ cho mọi người nhá. Đấy, chợ phiên thì rất là đông, chúng ta sẽ đi khám phá từ từ các bạn. À, bà có cái ô mát này nhá. Ờ, bà kiếm được cái ô đâu để che chỗ này cho nó mát các bạn. Thời tiết ở mùa hè nó chỉ cần lắng một tí thôi là rất là nóng các bạn. Ở đây là bà bán cả quả bí này. Đấy, quả bí non các bạn. Cái này thì để xào. Quả bí non này xào các bạn. Đấy. Có 4 quả bí. Còn cái này các bạn biết gì không? Đây là cây sâm đương quy, cây nhỏ nhá. Cái này có rễ này. Cái này các bạn có thể là mua về trồng hoặc là bây giờ là mua về ăn cũng được, xào thịt cũng được các bạn. Cái này nó rất là thơm nhá. Và một bó này nó cũng rẻ lắm, có 5 đến 10 nghìn thôi các bạn. Đấy. Rất là to. Cái này là đủ được một bữa các bạn, dành cho 4 người ăn thoải mái. Bao nhiêu? Bà đang cười mình ấy các bạn. Con gà 4 người ăn. 4 người ăn hết không ạ? Như như cháu là 4 người ăn là không hết đâu. Nói chung là tùy từng người ăn nhưng mà bó này cũng to mà. Cái này là 4-5 người ăn rồi. 4 người ăn là thoải mái rồi. Còn ăn thứ khác nữa chứ có phải ăn rau đâu. À. Nấu bạn. Anh kênh gì nhỉ? Cháu kênh Hải Bảo Thắng ạ. Hải Bảo Thắng à? Hải Bảo Thắng. Cho lên sapa, cho lên hình đi. À đây. Đây ok đây. À, các bác đi du lịch, các bác ở đâu đến ạ? À, em ở Cao Bình. Cao Bình Hà Giang. Cao Bình Hà Giang à? Ôi Hà Giang. À, Hà Giang thì cảnh đẹp tuyệt vời rồi, có dòng sông Nho Quế các bạn. Đấy. Rất vui. Bà cái này bao nhiêu? Đây là rau ngót. Bác đi chơi hả bác? Em đưa đoàn đi chơi. À, dẫn đoàn đi á? À, có khách du lịch dẫn đoàn đi đi. Hay là người nhà? À, đoàn à? Có nghĩa là có khách đúng không? À. Bởi vì là hôm nay lên là muốn gặp anh Hải có bắt giữ gì một chút. À. Không được có gì ông... À, vâng, ok. Tôi xem cái kênh của Hải Bảo rất nhiều. Vâng. Rồi, chào con bác nhá. Rồi, kênh của anh. Kênh của anh mà. Kênh của Hải Bảo Thắng á. Cũng tên là Hải, okay. Mà thuộc là Bảo Thắng. Còn Hải kia là Hải Sa Ba. Không, tôi xem là Hải Bảo Thắng. Rồi, cảm ơn bác nhá. Rất cảm ơn. Nhưng mà bác hay rất tour theo kiểu người ta đặt hàng à? Không, cái này là doanh nghiệp. Doanh nghiệp à? À, có nghĩa là chỉ có người doanh nghiệp mới đi được, tư nhân cá nhân không đi được à? Mình làm công việc. À vâng. Hôm nay bác đi trải nghiệm đúng không? Vâng, rất cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác nhé. Vâng, rất cảm ơn của kênh Hải Bảo Thắng ạ. Khán giả của Hải Bảo Thắng nhé. Vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Vâng, cảm ơn bác nhiều. Đấy, một bác ở từ Hà Giang sang đi dẫn khách đi tour. Đấy, bác ấy nói chung là dẫn khách đi như kiểu trong ngành. Nói chung là cái đấy mình nói chung là bác ấy dẫn khách đi đi trải nghiệm khám phá. Đấy, chị đang xiên này. Đấy. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi nhé các bạn nhé. Chợ thì rất là đông. Chúng ta mặc dù là bây giờ trời nó nắng nhưng mà Hải thấy là khách còn rất là đông. Bà con buôn bán vẫn là đầy đủ các mặt hàng, không thiếu cái gì cả. Rất là nhiều. Bây giờ bắt đầu sang buổi trưa. Mọi người đi ăn rồi đi uống nước.
Đấy, khu vực hàng mà bánh rán các bạn, bánh khoai, xúc xích. À, bên kia là bánh ngô đúc. Rồi, chúng ta sẽ lên trên này nhé các bạn nhé. Chợ thì chúng ta sẽ đi từ từ các bạn, xem có cái gì độc và lạ mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người. Còn đây là táo mèo nhé các bạn nhé. Táo mèo này. Đấy, táo mèo này thì 25.000 một cân. Táo mèo xanh. Cái này sắp chín rồi các bạn. Nói chung là nó ngâm rượu hoặc là ngâm đường rất là ngon. Đấy. Mình thì mình hay ngâm đường các bạn. Đấy, ngâm đường để pha ra nước để uống. Còn các bác thì có thể là ngâm rượu. Người ta gọi là rượu táo mèo ấy. Cái gì ạ? Hạt vừng à? À vừng đen nhỉ? Ừ. Tại mình dạo này tai mình có bị chập chững như sao ấy, khó nghe. À rồi ok. Ôi muốn đang quay bà chủ xinh đẹp để câu view câu like để lấy đơn cho quý vị và các bạn. Đấy, sau đó là các bạn ủng hộ là mình sẽ ủng hộ lại bạn đấy. Cộng sinh, cậu sinh. Ký sinh thì nghe nó lạ quá các bạn. Cộng sinh. Cái này được hoa đu được à? Ok. Bao nhiêu tiền một nạng à? Ừ, bán theo nạng hay theo cân? Theo cân nạng. 550 một cân. Cái này phơi khô rồi người ta vẫn ngâm mật ong được chứ nhỉ? Đúng rồi, vừa nhẹ xong này vận chuyển nó dễ dàng hơn nhỉ? Đúng rồi. Cái này là hoa đu đủ đực. Vâng. Cái này làm gì bác? Cái này là chữa bệnh ung thư à? Ung thư. Đấy. Ngâm với mật ong. Đấy. Ăn mỗi ho đờm. Mỗi một ngày ăn 4-5 thìa, ba bận mỗi ngày 4-5 thìa. Ngâm đi à nhỉ? Nhưng mà hình như là chữa cả ho nữa đúng không? Ho đờm. Đờm đấy. Rồi là ung thư. Ung thư. Đấy. Ồ ba ngăn ngừ ung thư, ngăn ngừ thôi chứ nó không phải chữa được hẳn. Còn là hỗ trợ ngăn ngừ. Chỉ nói bác có kinh nghiệm khá là lâu năm đấy các bạn. Nó chỉ có ngăn ngừ thôi. Ờ nhưng mà em là em của chị kia à? Phải không? Cái chị vừa nãy. Bạn bè á, sao nhìn giống nhỉ? Ừ. Ở like rồi, chắc là like rồi. Cha mẹ cha like rồi. Ừ. Em mấy cháu rồi? Ừ. Hả? Mới có 3 đấy, anh nhìn tưởng là chưa có ai để anh còn theo đùa ấy. Bác nhỉ? Đúng. Thôi cái bỏ cha chồng. Thôi không, không được. Bỏ này nguy hiểm quá. Nếu mà xã hội ai anh thế thì toang nhỉ. Nói chung là có thì tốt rồi. Nhưng mà có thì mình hơi buồn tí bác nhỉ. Còn bạn ấy thì không sao, mình thì hơi buồn. À, nói chung là trêu bạn ấy một tí cho nó vui thôi. Ở đây thì bạn bán những quả la này. Đây là la à, quả la. Quả la này ở Hà Giang à? La này la gì đây? La rừng chứ. À công ty cũng có á? À thế nào mình đi ở bờ gì nhỉ? La này la mình đi ở bờ cái hồ Cung Ly có cây to lắm mà không biết cái quả gì. Mình cứ tưởng nhầm hai chị em. Bạn ấy bảo là like rồi, đứng gần nhau nó nhiều quá, họ nó like rồi. Hay là bố em like. Hay là bố em này like. Nhưng mà bạn kia sinh năm bao nhiêu nhỉ? 93. Ủa thì kém tuổi mình nhiều thế nhỉ? 93. Anh em 83, hôm nọ giới thiệu bên kia rồi. Hôm nọ em đứng ở bên kia đúng không? À, mình nhớ mình quay cái cậu cầm cái xiên lấm mà cái video đấy là 14k view. Đấy. Nhưng mà chưa ủng hộ cho bạn thì mình hơi buồn. À bây giờ là mình sẽ quay chi tiết gian hàng của bạn này xem có cái gì là các bạn sẽ mua ủng hộ nhá. Bây giờ mình đi từ đầu đi. Đây là bạn có thịt trâu sấy này. 500.000 một cân à? Đúng không? 500.000 một cân thịt trâu sấy nhá. Thịt trâu các bếp. Còn cái này hoa đu đủ đực và tàn nụ tàn hoa. Bạn ấy bán với giá là cái này phơi khô đi nhá các bạn nhá. 550.000 một cân đúng không?
Đấy, anh giới thiệu chuẩn đấy. À, ngoài ra bạn bán cả táo đỏ Tân Cương này. Đấy. Ngoài ra thì đây là có thảo quả khô này các bạn này. Đây là mình chỉ quay là những cái tên của nó đấy nhá. Còn các bạn muốn mua thì các bạn cứ comment, đặc biệt là ủng hộ cho hai chị em bằng tuổi nhau mà, hai bạn bè bằng tuổi nhau các bạn. Đấy. Ở đây thì bạn ấy bán cả hoa hồi này. Đấy, hoa hồi là gia vị thức ăn ở trên Tây Bắc ấy. Cái này làm gia vị. Nói chung là có cả lấm này, à có cả măng này. Đấy, măng này. Đây, măng khô này các bạn. Cái này vàng nhỉ, người ta phơi khô vàng thật. Cái măng này măng lứa à? Hả? Măng hốc á? À, măng ngọt này. Măng mai. À. Cái này khoảng bao nhiêu tiền một cân? 200.000 các bạn. Đấy. Cái này thì các bạn chỉ cần bằng này là được một bát ô tô rồi các bạn. Ngâm cái này ngâm ra nó lở mà. Đấy. Rất là thơm, những cái này đường lắng này, màu nó vàng đẹp này. Cái này là măng măng lứa. Măng mai. À, măng mai. Măng nứa kia. Đấy. Ngoài ra thì bạn, nhưng mà hầu như là mình để ý là bạn chủ đạo ở đây là bạn ấy bán mật ong các bạn. Mật ong. Đấy. Mật ong, mật ong. Mật ong ở đây thì ong nó hút nhiều cái hoa khác nhau nên có màu khác nhau. Nhưng mà ở đây có mấy không, màu tiêu biểu từ này. Từ tháng. Đấy, tháng. À theo tháng đúng không? Mỗi một tháng là một loại hoa. À đúng rồi. À, thì là theo mỗi một loại tháng. Đây để cho bạn ấy giới thiệu cái hoa này. À bạn giới thiệu cái này cho khách xem nào. Mật ong khoái. Màu vàng tươi. À đây, mình đưa mic cho bạn này, cho nó to nhé các bạn nhé. Đây. Đấy các bạn mua ủng hộ cho bạn gái xinh đẹp này nhé. Dạ, mình chia số luôn ạ. Okay. Em cảm ơn nhá. Bắt đầu. Dạ, đây là cái mật ong khoái ở trên em thì chủ yếu mong ong này chỉ có ở rừng già thôi, nó không ở với con người. Ong này là có bầu ong rất là to, con cũng to thì mật nó sẽ vàng ươm và nó loãng hơn là mật ong đá. Nhưng mà được cái là mật thơm hơn và ngọt thanh hơn là mật ong đá. Đấy. Nhưng mà thiếu một cái cuối cùng nhỉ? Cái đấy thì hay rồi nhưng mà quan trọng giá bao nhiêu người ta lại không biết nhỉ? Ví dụ một chai này bao nhiêu tiền? Một chai này là 1 lít thì em bán là bình thường là 550 một chai này. 550 một chai? Vâng, 1 lít này. Ví dụ anh mà muốn mua thì gửi qua số nào được nhỉ? Em có bán online không? Em có ạ. À, có ở đâu? Số online là số nào? Là số của em là 0868 958 186 ạ. À, ok dạ. Các bạn nhé. Đấy các bạn mua thì có thể là ủng hộ cho bạn ấy nhá. Mình hôm nay là đi hỗ trợ đây. Cái ong này là mật gì? Dạ, đây là ong bạc hà. Ong bạc hà. Vâng, ong bạc hà thì mọi người quá quen thuộc rồi, nó hút phấn ong bạc hà nên là màu ong thì nó sẽ có khác biệt là màu vàng chanh hoặc là màu xanh ô liu là màu chuẩn của nó. Chứ bạc ong bạc hà không phải là màu xanh đâu nhá. Chuẩn của nó là màu vàng chanh và hay là màu xanh ô liu. Thế là mình mua là cũng qua số điện thoại. Vâng đúng rồi đấy, ạ. Đúng không? Vâng, em chỉ có một số đấy thôi. Thế đọc lại cho khán giả một lần nữa cho khán giả nhớ nhỉ. Vâng, số của em mọi người nhớ em nhá là 0868 958 186 ạ. Okay. Em cảm ơn nha. Như cái lọ lúc nãy nó hơi căng hay sao để em mở cho nó xì ga nó nổ mất. Cái này nó có cỡ. Rồi ok, cảm ơn em nhé. Đấy các bạn này mua thì các bạn nhớ ủng hộ cho hai bạn xinh đẹp nhất ở chợ các bạn. Đấy. Rồi ok nhá. Đấy có khách thì các bạn mua thì các bạn có thể là qua ủng hộ cho hai bạn đấy. Hai bạn đấy bán hoặc là các bạn có thể đặt hàng qua mình lấy cũng lấy cho bạn đấy. Đấy. Nói chung là các bạn mua của ai cũng được. Đấy, chợ phiên thì rất là nhiều các bạn. Bây giờ thì Hải sẽ mời mọi người đi tiếp các bạn. Hải sẽ mời mọi người đi khám phá chợ phiên tiếp. Vì chợ ở đây thì có rất là nhiều điều để muốn chia sẻ cho mọi người. Ở khu vực này người ta bán rất là nhiều tam thất nhé. Đấy, tam thất khô và tam thất tươi. Nó chia theo từng củ, có loại thì loại củ to, củ nhỏ nó giá tiền nó khác nhau các bạn. Hình. À ở đây là chị bán hàng rất là nhanh nhá, có cái quẹt thẻ luôn này các bạn này. Ai mà không có tiền mặt thì các bạn có thể là quẹt thẻ luôn. Đấy.
chắc là cái này là to nhất rồi. Loại này bao nhiêu củ chị ơi? 22 củ. Loại này từ 20 đến 22 củ thì nó rơi vào triệu ba. Triệu ba hay triệu hai? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi à? À chị ghi ở đây rất là dễ hiểu này các bạn này. 22 củ giá 1.500.000. Đấy. À, cứ gọi là 20 đến 22. Đấy. Chị ghi ở đây rất là dễ hiểu luôn. Cái này 66 củ một cân các bạn này. Đấy. Và giá của nó là 700.000. Đấy, bên này thì nữa này. Loại 32 củ giá 1.100.000 à. Đấy. Loại 84 củ. Ôi là con này nhầm ý chứ. Chứ 84 củ này củ to mà 84 củ thì không phải loạn lên. Loại này 52 củ. Này. Ô cô lấy cho khách à cô? À, cô lấy cho khách được nhiều nhỉ. Khách kia đặt hàng à. Khách đặt cô ấy chọn lọc nhá. Đấy, mỗi lần mua là chọn lọc các bạn. Đấy, các bạn mua lại nào thì là các bạn có thể inbox Hải Xe đi cũng giống bác thôi. Cũng phải đi chọn lọc những cái củ chất lượng nhất cho các bạn. Đấy, chợ phiên mặc dù là về buổi trưa rồi nhưng mà mọi người đi chợ vẫn còn khá là đông. Và đặc biệt bây giờ thì người ta đi vào trong người ta chưa về đâu nhá. Bây giờ là người ta sẽ đổ xô, người ta đi uống nước này, đi ăn uống này. Đấy, và người ta còn đi nghe ca nhạc ở khu vực bên kia nữa các bạn. Đấy, đáng nhê. Ô, xin chào, hôm nào cũng gặp nhau trên chợ nhỉ? Ô, nhưng mà sao mùa này mật ong nó cứ sùi trắng hết này? Nó sốc à? À, bị ga nhỉ, kiểu nó lắng mà đúng không? Nó lắng, nó nóng nên sẽ có ga. Mình thấy bọt trắng này, bên kia cũng thế. Mật ong ruồi hết nhỉ? Ôi, chú xin. Lấy không, chú cho luôn này. Cái chai này được nít không? 80 ạ. Bao nhiêu tiền? 150. À, mùa hôm nay nắng các bạn, nó có ga bọt lên này. Cái chai nào cũng thế, chứng tỏ là cái hiện tượng của nó giống nhau các bạn. Nó sùi bọt lên rất là nhiều. Đây mật ong này. Các bạn ạ, đây con ong ruồi này các bạn này, ong ruồi này, ong mật này, ong ruồi. Đây nó bay này. Đấy. Nó ngọt quá nó đến đây nó ăn. 150 các bạn nhá. Ví dụ cái lọ này là 150. Hôm nay bán được nhiều không? Bán được. Ừ, vì đông người quá nhỉ. Cũng cạnh tranh ấy. Đấy, chứ cảm giác là người ta đi rất là đông nhưng mà tưởng bán là chạy hàng, nhiều khi mà có khi là còn ế đấy, đúng không? Bởi vì là nhiều người bán này cạnh tranh nhau nữa. Nên cũng không phải là lúc nào người ta cũng đến quán mình đâu. Cái này có khách đặt à? Cái này em mua xong gửi cho khách. À, gửi cho khách à, cất cánh đúng không? Mình xem một tí. Thôi cứ ngồi đi. Mình giờ ở đây. Bạn ấy mua sâm cắt cánh cho khách này các bạn này. Đấy, toàn những hàng tuyển, hàng đều đều. Đấy. Như này là đẹp rồi, ở bên kia là nó bị úa quá. Đây, chỗ này chắc là khoảng 5-6 cân đấy. 5 cân. Đấy, phải che vào cho nó đỡ nó đỡ hao, nó đỡ ngót. Cái ngót số cân không quan trọng là củ nó tươi, nó tròn, nó đẹp ấy các bạn. Đấy, rồi ok, cảm ơn nhá. Đấy, các bạn mua mật ong thì các bạn có thể PM mình để mình ủng hộ cho bạn ấy nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, chợ phiên các bạn. Đấy. Ở đây thì người ta bán ớt nhiều chưa? Cái ớt này ớt siêu cay nhé cả nhà nhé. Đấy. Đấy. Ớt này cực kỳ là cay luôn. Ớt này thường thường là người ta gọi là ớt. Người ta gọi là ớt thóc, hàng siêu cay các bạn. Đấy, anh này anh cũng bán những cái đồ gia vị Tây Bắc các bạn, nhiều lắm.
Lắng quá các bạn. Có lẽ là bây giờ thì Hải xin tạm dừng video tại đây. Hay là Hải bây giờ vào bên trong này chia sẻ cho mọi người một tí nhá. Đấy, vào bên trong khu vực mát này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Khu vực bán thổ cẩm ở chợ trung tâm văn hóa Bắc Hà nhé. Toàn quần áo thổ cẩm, quần áo đồng bào. Và ngoài ra thì có những cái đồ lưu niệm. Đây là những trang sức này các bạn này, trang sức của đồng bào. Đấy, những cái vòng bằng bạc. Cái này thì chắc chắn là không phải bạc thật rồi. Không biết là phải bạc thật không nhỉ? Bạc non em ơi. Bạc non ạ? Cũng là thật nhưng mà nó non thôi ạ. Và cháu tưởng là bạc bạc già mà để đây mất. Sorry, sorry. Okay. Yeah? Okay. Bao nhiêu? 250. Đấy, nón mũ rất là nhiều nhá. Quần áo này các bạn này, quần áo của trẻ em, đồ thổ cẩm này. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nhé.